Chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha mọi người. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các điện thoại luôn. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua mình xem máy trực tiếp nha. Địa chỉ cửa hàng của mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giảng, phường 12 Gò Vấp nha. Bên mình có nhận giao lưu trao đổi luôn. Anh em nào muốn đổi điện thoại thì có thể qua bên mình trao đổi nha. Số điện thoại của bên mình đây, anh em có thể gọi trực tiếp nha, 0839 444 400 nha. Bên mình thì có ship code toàn quốc luôn, anh em ở tỉnh mua hàng thì mình cũng có ship nha, tặng nơi luôn nha. Anh em được mở ra kiểm tra máy ok thì nhận nha. Anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho mình cái cạc từ 50 đến 100k nha. Anh em gửi cạc thì nhớ gửi cho mình số series luôn. Đó, cọc cho mình từ 50 đến 100k mình sẽ ship cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một ít máy bên mình đang có nha. Đầu tiên cái này là cây LG V50, V50 Thinh Quy nha. Con này là bản bản hàng. Bản hàng nha. Máy thì hình thức đẹp, keng 98-99% nha mọi người. LG V50, con này có 5G luôn nha, hỗ trợ 5G, RAM 6 và nhớ trong 128GB nha. LG V50 thì bên mình đang bán với mức giá là 5.550.000 nha. LG V50. Redmi C1 nha. Redmi C1 thì RAM 2 và nhớ trong 16, màn hình tay thỏ 6.3. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 1.450.000 nha. Bên mình bán hàng thì kèm cho anh em đầy đủ cáp sạc luôn, cáp sạc tai nghe đầy đủ hết nha. Samsung Galaxy S10 cộng nha, S10 cộng, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, 2 sim 2 sóng, màn hình 6.5. con này thì ngoại hình đẹp 99%, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB nha, máy còn rất là đẹp luôn. Con này thì camera chụp hình cực kỳ đỉnh. Bên mình đang bán con này với mức giá là 8.350.000 nha, 8.350.000 S10 cộng nha. Samsung Galaxy A21s nha mọi người. Con này dung lượng pin hình như nó từ 6.000 lận. Con này là bản RAM 6 bộ nhớ trong 64 nha, màn hình tràn viền. Con này 4 camera, vân tay một chạm. Bên mình đang bán con này với mức giá là 3.050.000 nha. Con này thì nó viền nó hơi trầy một vết chỗ đây. Viền nó hơi trầy nha, thì mình sẽ bán giá rẻ cho anh em. Đó, nó hơi trầy nha mọi người. Con này là con Realme Q. RAM 4 và nhớ trong 64. Chip Snapdragon 712 nha. Màn hình 6.3 inch Full HD. Con này camera 48 chấm. Bên mình bán con này với mức giá là 2.950.000 nha. Con này là con Oppo A31 nha mọi người. A31, RAM 6 và nhớ trong 128 nha. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.850.000 nha. Con này thì mặt lưng nó hơi trầy đây. Mặt lưng nó hơi trầy nha. Samsung A10s. A10s thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu nha, 1950 thôi, A10s 1950 thôi. Oppo A5s nha. A5s thì bên mình đang bán với giá là 2.050.000. Oppo F7 nha mọi người. Con này là bản RAM 4GB. A7 chứ, Oppo A7, bản RAM 4GB nha. Camera kép, vân tay một chạm, màn hình 6.3. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.350.000. Vivo Y50 nha, máy đẹp 99% luôn, có ớp mọi người luôn. Y50 nha, máy đẹp 99. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3.950.000 nha. Vivo Y31 nha. Y30 chứ, con này Y30, con nãy Y50, con này Y30 nha. Y30 thì RAM 4GB bộ nhớ trong 128. Vivo Y30 thì bên mình đang bán với giá là 3.450.000. Oppo A7 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB. Con này thì ngoại hình còn tương đối đẹp nha. Máy đẹp thì bên mình đang bán với giá 2.350 luôn nha mọi người. Oppo A7 nha. Mate 30 Pro, Mate 30 Pro nha, RAM 8 bộ nhớ trong 256, hàng chính hãng, bảo hành từ tháng 2. Con này thì nó trầy nhẹ dưới đây thôi. Bên mình đang bán con này với giá là 10.850.000 nha. Nokia 6.1,
6.1 nha. Máy thì hình thức còn đẹp 98% nha mọi người. RAM 3 4 32, chip Snapdragon là gần 630. Con Nokia này thì bên mình đang bán với mức giá là 1.750.000 nha. S20 nha, S20 thì bán 10.550.000. Huawei Y9 Prime nha mọi người. Huawei Y9 Prime. RAM 4 128 3 camera, camera trước trực lên, vân tay một chạm. Còn Y9 Prime thì bên mình đang bán với giá 2.750 nha. Máy còn đẹp, rất là đẹp luôn. A01 nha, A01 thì bên mình đang bán với mức giá là 1.450. Xiaomi Mi 8 Pro. Vân tay trong màn hình luôn. Con này một con chip 845 nha. Cấu hình này chiến game cực kỳ ngon, RAM 6 128. Thì kính nó có trầy là trầy hơi nhẹ nha, trầy vừa 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 đó. Mi 8 Pro nha, vân tay trong màn hình, màn AMOLED, màn hình tay thỏ nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3.850 nha, 3.850.000. Anh em nào chiến game thì mua con này về chiến thôi. Con này là con Samsung A11 nha. A11 máy đẹp 98%. A11 thì bên mình đang bán với mức giá là 2.350. VinMark Active 3 nha. Active 3 thì mình có RAM 4 và RAM 6 luôn. RAM 6GB thì bên mình đang bán 2.750 và RAM 4 thì bên mình đang bán với giá là 2.550 nha. Những cây này thì nó còn đẹp 99% luôn và nó bảo hành chính hãng tầm tới tháng 11 2021 nha. Bảo hành rất là dài. Có nhiều màu cho anh em lựa chọn luôn. Samsung A71 nha, còn hai cây, một trắng một đen, A71. Máy đẹp 99%. A71 thì bên mình đang bán với mức giá là 6.250.000 nha. Máy đẹp keng 99 nha mọi người, 6.250.000, bảo hành chính hãng, cây này tới tháng 3 2021, cây này tới tháng 4 2021 nha. A20s nha mọi người, A20s RAM 3 bộ nhớ trong 32GB. Con này thì màn hình 6.5, bên mình đang bán với mức giá là 2.550 nha. Cái này cái VinMark ROG 3. Con ROG 3 này là RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Máy đẹp 99 luôn, bảo hành dài. Con này bên mình đang bán 1.650 nha. Y7 Pro nha, Y7 Pro RAM 3 bộ nhớ trong 32, màn hình giọt nước. Con này bên mình đang bán 1.750 nha, 1.750.000. Mình chỉ đọc giá cho như thầy thôi nha mọi người. Và bên mình bán hàng thì kèm cho mọi người đầy đủ phụ kiện, mọi người cứ yên tâm. Samsung A6 nha. A6 thì bên mình đang bán 1.650 nha mọi người. Máy thì hơi trầy, ngoại hình nó cũng đã cũ theo năm tháng nha, Samsung A6. Xiaomi Redmi 9 nha, con này chắc pin 5.000 hay sao nặng lắm luôn mọi người. Con này RAM 4, bộ nhớ trong 64 nha. Redmi 9 nha, 3 camera sau, vân tay một chạm, máy cực kỳ đẹp luôn. Bên mình đang bán con này với giá là 2.950 nha. Samsung A51. À, lộn, sorry mọi người nha, con này A50. A50 thì bên mình đang bán với giá 3.150.000 nha. Con này thì ngoại hình nó tầm 98%. Nói chung là 98 là nó trầy nhẹ nha mọi người. Oppo A52 nha, A92 nha. Máy đẹp 99%, bảo hành tới tháng 6 2021. Máy nguyên zin. Con này bên mình đang bán với giá là 4.850.000. Redmi Note 8 Pro nha, Note 8 Pro. Máy đẹp 98%. RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này cấu hình cực kỳ khủng nè, anh em là chiến game thì mua con này chiến nha. Con này bên mình đang bán với mức giá là 3.650.000 nha. Oppo F11 Pro. F11 Pro thì bên mình đang bán với giá là 3.750.000. Máy thì hình thức đẹp 98 nha. RAM 6 bộ nhớ trong 64. Oppo Reno 2F nha, 2F thì máy đẹp 99% luôn. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4.550.000. Oppo Reno 2F nha mọi người, bảo hành chính hãng còn dài lắm luôn. Con này là con A31, Oppo A31 nha, máy cũng đẹp 99 luôn. RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.850.000 luôn nha. Huawei P30 Pro. Con này máy đẹp keng 98%, hàng chính hãng nha. Con này bảo hành tới tháng 4 2021. Con này nó có CS Play đầy đủ luôn nha.
Con này bên mình đang bán với giá là 8 triệu 750 ngàn nha mọi người. Note 9S nha. Xiaomi Note 9S. RAM 6 bộ nhớ trong 128, bảo hành từ tháng 12 2021 nha. Con này bên mình đang bán với giá là 4 triệu 150 ngàn. Y19 nha, Y19 thì bên mình đang bán với mức giá là 2 triệu 750 ngàn nha. Y11. Y11 thì bên mình đang bán với giá 1950, có hai màu luôn, xanh và đen, đỏ đỏ luôn. Huawei Nova 5T nha. Nova 5T 4850 nha, coi RAM 8 và nhớ trong 128, màn hình đục lỗ luôn. Chip Kirin 980. Oppo Reno 2F nha, Reno 2 nha. Máy 98%. 97% thôi. Con này thì chip 730 mà RAM 8 bộ nhớ trong 256 GB. Bên mình đang bán với mức giá là 5 triệu 850 ngàn nha. A51 nha mọi người, Samsung A51. Máy 97%. Bên mình đang bán với giá 4 triệu 550 ngàn nha. Máy 98 thì 4 triệu 650 ngàn. A50s nha. A50s RAM 4 và nhớ trong 64. Con tay trong màn hình, bảo hành dài. A50s thì bên mình đang bán 3650 nha. A9 2018 nha mọi người. A9 2020 chứ, Oppo A9 2020, RAM 8, pin 5000, chip 665. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 650 ngàn nha. Redmi 5i, RAM 4 và nhớ trong 64 GB, chip 665, pin 5000. Con này thì bên mình cũng bán với mức giá là 2 triệu 650 ngàn. Oppo A5 2020, pin 5000 luôn, màn hình 6.5, RAM 3 và nhớ trong 64 nha, chip 665. Con này bên mình đang bán 2850 nha. Con này nói chung là ngoại hình đẹp như mới luôn. Oppo F11 nha mọi người. F11. F11 thì máy 97%, bên mình đang bán với giá là 3 triệu 150 ngàn nha. Mặt lưng nó hơi trầy do sợi ốp thôi. Hôm nay thì mình giới thiệu nhanh cho anh em một số máy bên mình đang bán ra còn hàng nha. Anh em nào quan tâm thì có thể gọi điện thoại tới bên mình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh mình.